sáng mùng 10 tháng 6 năm 2021, các thí sinh của đợt 1 mã đề thi 211 đã bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực trong điều kiện giãn cách, thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn phòng dịch, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã điều chỉnh lại số lượng thí sinh đăng ký ca thi từ 1.000 thí sinh một ngày, nay giảm xuống còn 240 thí sinh một ngày. Mỗi ca thi cách nhau 10 phút, đảm bảo không quá 10 thí sinh có mặt tại khu vực tiếp đón. Khoảng cách giữa các thí sinh từ khi vào khu vực thi đến khi kết thúc buổi thi luôn duy trì 2 mét. Công tác khai báo y tế, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khẩu trang được đảm bảo 100%. Năm 2021, kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt, đấy là trong khi dịch COVID vẫn còn đang có ở Hà Nội cũng như các địa bàn lân cận. Tuy nhiên, Trung tâm Khảo thí đã xây dựng rất nhiều kịch bản, đặc biệt là kịch bản lần đầu tiên triển khai là thi trong điều kiện giãn cách. Nên quy trình chúng tôi xây dựng hết sức bài bản, từ khâu lọc danh sách, từ khâu tổ chức thi, khâu tiếp đón cho đến khâu chứng nhận kết quả để hướng tới một kỳ thi công bằng, an toàn và đặc biệt là phòng dịch tối đa. Sau 195 phút dự thi, các thí sinh đầu tiên của đợt thi 211 cho rằng đề thi đã thể hiện rõ sự phân hóa. Hầu hết các thí sinh không gặp khó khăn gì trong quá trình thao tác làm bài thi trên máy tính do đã được làm bài thi thử trước đó và được cán bộ coi thi hỗ trợ kỹ thuật. Nghĩa là đề này thì nếu như mà mình làm cái đề mà đề mình ngoại ạ, thì mình làm theo bám sát cái đề thì nó sẽ kiểu rất là sát luôn ý ạ. Tại vì em thấy là những cái câu ở trong cái đề này thì nó cũng tương tự ở trong cái đề minh họa, là độ khó nó chỉ tăng đến một tí thôi ạ. Em thấy đề thi thì cũng khá là vừa sức và nhờ cái đề thi đấy thì nó có thể đánh giá được năng lực của các bạn. Như thế thì nó cũng khá là công bằng để vào được trường. Em không gặp khó khăn gì ạ. Em làm bài thi khá là bình thường và cô và cả anh giúp đỡ rất là nhiệt tình ạ. Xong cái thi này thì em sẽ có nguyện vọng là đăng ký vào khoa nộp của Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Mà hy vọng là sẽ điểm của em sẽ đủ để trúng tuyển ạ. Dự kiến đợt 2 của kỳ thi đánh giá năng lực sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2021. Thời gian có thể được điều chỉnh hoặc dừng thi tùy theo diễn biến phòng dịch COVID-19. Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực thành nhiều đợt trong năm. Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông, các văn bản hướng dẫn thí sinh được cập nhật thường xuyên trên website cet.vnu.edu.vn hoặc khảo thí.vnu.edu.vn.